Hello nha, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ đến với tập thứ 32 trong series xây dựng đế chế cùng với huấn luyện viên Jose Mourinho. Rồi, thì tập trước chúng ta đã có một tập đấu khá là cay, khá là với thất bại tương đối khó nuốt tại tập trước trước câu lạc bộ mình nhớ không nhầm là Wigan Athletic thì phải, một trận đấu thua khá là cay đấy, rất cay luôn. Thì chúng ta sẽ tạm thời gác qua cái tập đấy, trận thua đấy để hướng tới tập thứ 32. Và đây là bảng xếp hạng hiện tại của chúng ta. Hiện tại là vòng đấu thứ 21 và chúng ta sẽ đá vòng đấu thứ 22 ở tập này. Witton Town chúng ta đang đứng thứ 10 với 30 điểm anh em ạ. Chúng ta đang kém vị trí thứ 6 của câu lạc bộ Crystal Palace 5 điểm thôi, khoảng cách là 5 điểm nhưng tương đối xa. Tuy nhiên chúng ta đang đá kém hơn một trận. Nếu như chúng ta đá đủ số trận là 22 vòng thì chúng ta sẽ có được, nếu như chiến thắng chúng ta sẽ có được 33 điểm và chỉ kém 2 điểm nữa thôi. Kịch bản là như vậy và chúng ta sẽ cố gắng để có được điểm trước 3 điểm để có thể thu hẹp khoảng cách với đội bóng top 6 anh em nhé. Rồi thì ở hai vị trí đầu đang là Coventry City và Fulham với 50 điểm và 45 điểm. Thì với cá nhân mình nghĩ thì tầm này chúng ta rất khó để có thể cạnh tranh giành được vô địch nữa rồi. Bây giờ thì có lẽ việc góp mặt trong top để lên hạng thôi là một cái gì đó thành công vô cùng rồi anh em ạ. Thì đấy, khi mà anh em có thể thấy Fulham lẫn Coventry City gần như là quá bá rồi, cực kỳ bá luôn. Rồi, trong khi đó thì ba vị trí cuối sẽ là Wigan này, Huddersfield Town và Cardiff City. Wigan một trong là đối thủ mà đã đánh bại chúng ta ở tập đấu trước đó rất cay. Ok, thì ở tập vòng 22 này chúng ta sẽ gặp câu lạc bộ Swansea City anh em nhé. Rồi, ok chiến thôi. Rồi để mình đổi đội hình lẫn chỉnh một chút về sơ đồ anh em nhé. Ok, vòng 22 gặp Swansea ở sân nhà anh em ạ. 3 điểm để chúng ta rút ngắn khoảng cách với đội bóng đứng thứ 6. Thời điểm hiện tại đó là Palace xuống còn 2 điểm. Mùa giải sẽ còn 20, nếu như tính vòng 22 nó sẽ còn 24 vòng nữa anh em nhé. Nếu như tính cả vòng 22 sẽ còn 24 vòng nữa, mùa giải sẽ khép lại. Chúng ta đã trải qua 2/4 của mùa giải rồi, có thể coi như là 2/4 của mùa giải rồi tại hạng nhất Anh. Ngoài ra thì chúng ta đã bị loại tại Carabao Cup, vẫn còn một đấu trường nữa đó là FA Cup anh em nhé. Chúng ta còn một đấu trường cúp nó là FA Cup và để hy vọng có thể tiến sâu. Đây là đội quân của chúng ta với thủ môn vẫn sẽ là đội trưởng Billy Sanderson. Đây là đội mạnh nhất rồi, với những cầu thủ phong độ cao lẫn thể lực tốt nhất đều được ra sân ở trận đấu này. Thì với tiền đạo sẽ là Harris chứ không phải là Zeko. Zeko tầm này thì có lẽ sẽ xuất phát ở bằng cái dự bị hoặc là những trận đấu mang tính bản lề thôi, tức là sẽ không đá thường xuyên mà sẽ có những sự xoay thua nhất định. Mình sẽ đặt niềm tin vào thanh niên Harris này. Rồi còn phía Swansea City, mình vừa thấy trên bảng xếp hạng thì đội bóng này đang đứng thứ 14, không biết bao nhiêu điểm. Và đây là đội quân của đội bóng có biệt danh là những thiên nga đen à, đúng không? Với thủ môn đó là Steven Benda, sơ đồ 5-3-2 và ba tiền đạo đó là Patterson, Opafemi và White Parker. Đấy, sơ đồ 5-3-2 tiếp à. Đấy. Rồi, tiến thôi nhé mọi người, hướng tới hiệp đấu đầu tiên nào. Lavia, Chiquinho này, hay này, ui không được, ô kìa, may quá, Popirit, Riley McGree, Chiquinho, Lavia, không vào, Ben anh em ơi, bóng chạm tay rồi, tầm này đã rất dứt khoát thì tay vào chấm phạt đền. Có vẻ như là bóng đã chạm tay của Patterson. Không biết là chạm tay là phạm lỗi nữa. McGree và thủ môn Benda. McGree! Ui! Thế sao mình đá Ben tệ thế nhỉ? Ben tiếp anh em ơi. Trời ơi. Trọng tài đang rất yêu ái Witton Town, bóng lần này chạm White Tucker. Nhớ không nhầm thì Patterson lẫn White Tucker là hai cầu thủ đang đá trên hàng công cơ. McGree và Benda này. McGree! Penalty tiếp. Chuyện gì xảy ra vậy? Quả penalty thứ 3 liên tiếp anh em ạ. Lần này thì đến đội trưởng Cooper.
Thật khó tin, khó tin. Harris và Penda. Harris. Kỷ lục đấy. Ba quả bèn trong vòng 20 phút. Đây là cơ hội dành cho Swansea. Trừng phạt rồi. 1-0 dành cho Swansea City. Và đó là Opafemi. Ba quả bèn đều tạch. Và bây giờ thì Swansea mở tỷ số. Đúng là không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ chỉ trách chính mình mà thôi. Ôi trời, Toàn ơi, lên bóng lên Swansea này. Obafemi. Đây là Kulen. Kulen. Và cắt bóng đến từ Sonny Spragli. Ok, ok. Cú hồn. Ui, thật phải sinh tốt nhưng bóng trở lại chúng ta này. Ui. Đây rồi, Popirit. Harris. Popirit. Một đều. Cuối cùng thì đã có bàn thắng cơ hòa này. Và đó là Discovery, hay còn được biết đến với cái tên Bob Bridge anh em ạ. Cuối cùng thì cũng có bàn này. Và mất bóng ở khu vực giữa sân của Swansea, chúng ta đã tận dụng được điều đó. Một pha dứt điểm bằng chân trái của Bob Bridge và bóng đi rất căng, găm vào góc xa khung thành của thủ môn Steven Benda. Asika. Đây ơi. Agutison. Asika. Chiquinho. Bóng đi hơi cao anh em ạ. Ui dồi, thôi lên bóng này cho Swansea này. Đây là Patterson. Patterson. Dứt điểm. Cú đá của Opafemi. Có nha. Ok kìa. Ui kìa. Ui thôi thôi. Penalty dành cho Swansea, chơi đất ơi. Bóng chạm tay của Bradley. Từ vào thủ môn. Hay quá. Manu Sanderson. Ơi, Bobby Reed lấy được bóng rồi. Không, chính xác hơn nói là đây ơi, sai. 2-1. Phấn khích quá nên là hơi vấp anh em ơi. 2-1 rồi. Người chuyền bóng là Harris và người đã ghi bàn đó là Milo Rasica. 2-1. Một lần nữa thì phòng ngự của Swansea mắc sai lầm. Đây rồi. Mọi thứ đang dần ổn hơn với chúng ta rồi. Và tạt vào trong. Vẫn còn. Penalty. Quả penalty thứ 5 cho chúng ta. Và không biết là quả này có tạch hay không. Mình rất sợ. Cảm giác hiện tại của mình đang rất là run anh em ạ. Zeko và thủ môn Steven Benda. Zeko lần này thì đã thành công rồi. 3-1 dành cho Wilson Town. Và đây là dấu chấm hết dành cho Swansea City. Quả ben thứ 5 của trận đấu. Và nó cũng đã thành công. Nó không giống với 4 quả ben trước đó. Zeko với pha chạm bóng đầu tiên sau khi được vào sân. Bóng dành cho Swansea. Opafemi. Khó dành cho của Agutinson. Hết giờ. Chúng ta có được 3 điểm rồi. Khoảng cách bây giờ sẽ là còn 2 điểm với đội bóng đứng thứ 6 đó là Palace. Một chiến thắng tương đối khó khăn, nhọc nhằn. Chúng ta đã có thể giải quyết trận đấu một cách tốt hơn nếu như thực hiện thành công của penalty. Tới 3 quả. 3 quả penalty chúng ta đã tạch cả 3 luôn. Rất may là quả penalty thứ 4 của chúng ta cũng như là quả penalty thứ 5 của trận đấu chúng ta thành công rồi. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta đã leo lên vị thứ 7 rồi anh em ơi. 33 điểm, kém Palace 2 điểm. Và kém Boy 1 đội bóng thứ 5 là 7 điểm. 8 điểm, kém 8 điểm với Bristol City và Norwich, những đội bóng đứng thứ 3 và thứ 4 và đứng thứ 4. Còn với khoảng cách với Coventry City, đội bóng đang đứng đầu bảng với chúng ta hiện tại đang là 17 điểm anh em ạ. Đang là 17 điểm. Khoảng cách rất xa cơ. Tầm này khó để có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch rồi. Đối thủ của chúng ta ở vòng đấu thứ 23 sẽ là câu lạc bộ Minway, đội bóng đang đứng thứ 20 với 22 điểm. Minway đã từ một đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và đang bứt lên, nhưng phía trên tất nhiên là vẫn chưa an toàn đâu. Rồi. Ok, chiến thôi. Right.
để mình đổi đổi áo một chút anh em nhé. Our camera lens trained on one man. Three goals in three games, a nightmare for opposing defenders. This is EA TV. And welcome to a game that really should have pulses racing. Every reason to believe this will be enthralling. I'm Derek Ray at the microphone, and joining me for match commentary is Stuart Robson. And the focus is very much on live action from the championship. Ok, trận này lại đá trên sân nhà anh ơi. Hai trận đấu chúng ta sẽ đá trên sân nhà ở tập thứ 32 này. Đối thủ của chúng ta sẽ là Minway. Và tuyết đã rơi rồi, chúng ta đã bước sang mùa đông của tháng 12 rồi. Tầm này tháng 12 rồi đấy, cuối tháng 12 đón Giáng sinh rồi đấy. Đón Giáng sinh rồi, tại đất nước Anh, xứ sở sương mù. Tuyết đã rơi. Và nó cũng đem tới một hy vọng cho Wigan Town cũng như là chính Minway. Đây là đội ra quân của chúng ta. Với những sự thay đổi nhất định ở trận đấu trước đó, Zeko sẽ quay trở lại với vị trí tiền đạo cắm. Ngoài ra thì hai trung vệ sẽ là Sabas và Pedro Gomez cùng với Cavalero, Stacy và Gudmason sẽ là những cầu thủ hộ công. Mình đã nói là tại sao lại tuyết lại đem hy vọng. Với hy vọng của Wheaton đó là tấm vé lên hạng, còn với Minway sẽ là tấm vé chủ hạng. Đây là đội ra quân của đội bóng có logo hình con sư tử khá là đẹp mắt, với thủ môn đó là Ibrahim Sehik. Sơ đồ 5-2-1-2, biến thể của 5-3-2. Hai tiền đạo sẽ là Brasso và Burey, cùng với Fleming, Evan và Hoiniman là những tiền vệ. Ok, à thôi anh em ơi. Mặc dù là đá đứng thứ 20 thôi, tức là ở phía dưới của bạn các bạn, chúng ta không thể chủ quan được trước Minway. Dứt điểm. Đá đầu tiên của trận đấu và thuộc về đội khách. Benita. Không được. Vẫn còn. Đấy rồi, dứt điểm. Cú đá của Andrader. Cú Ma Sơn. Relay McCree. Không có cho xe hích. Đây là Stacy. Bóng được đẩy sang biên dành cho quả tạt của Benita. Vẫn còn. Dứt điểm. Không được, cú đá cuối cùng của Cavalero. Lên bóng dành cho Minway. Lợi thế dành cho Minway này. Dứt điểm. May quá. Phải cẩn trọng với những phản công của Minway. Việt vị rồi. Công Việt vị phá bóng đi. Ui ôi, may quá. Đội bóng đứng thứ 7, tức là nửa trên, nửa dưới của các bạn. Minway đá như thế này thì thực sự là không thể đánh giá thấp được. Gudmason. Bóng được đẩy ra biên dành cho Benita. Zeko. Stacy. Một cộng rồi. Và đó là Stacy. Cầu thủ đá vị trí số 10 trận này thay thế cho Chiquinho anh em ạ. Và cơ bản của chúng ta, Deco đã có pha nhả lại hợp lý dành cho Stacy băng lên và dứt điểm. Cú đá cũng không phải là hiểm hóc, nhưng nó quá gần và khiến cho thủ môn Sehik của Minway bất ngờ. Rồi, bàn thắng đã có, bây giờ chúng ta sẽ phấn khởi hơn. Cavalero không dứt điểm được. Lên bóng dành cho Minway. Bóng tốt của Sabat. Zeko. Cavalero. Quả tạt vào, đánh đầu, không được. Chạm đầu của Stacy. Ok, rất nguy hiểm. Cú đá của tiền đạo Brasso. Ui ôi. Trời ơi, như vậy là một điều rồi. Đó là cầu thủ số 10 Fleming anh em ạ. Một điều dành cho đội khách Minway rồi. Toàn quá nhỉ. Quả bóng cố định và đội khách đã gỡ hòa. Một quả bóng mà Fleming đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu. Chạm sân ngang, đập xuống và đá bồi sau đó. Ok, ngon. Ngon, úi.
Trời ơi, quả nhà lại hơi nhẹ của Zico. Vẫn còn này. Stacy. Ui, không được. Kìa. Ok kìa. Phải lờ thật, 2-1 rồi. Lại là Fleming. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Thủ quan quá rồi. 2-1 dành cho Minway. Tàng rồi. Anh này học rồi nha bạn. Ôi, Stacy này. Mình đã phun lực từ... đâu gần ít cái đấy nhỉ? Cavalero. Trời ơi. Vừa tiếp rồi. Thắng được trận thì thua, cay thật. Trận thua trước đội đứng thứ 10-20 cơ. Bình toàn thua, Witten Town toàn thua những trận đấu với những đối thủ kia ở phía dưới là chính anh em. Tập trước thì thua Wigan, trận này thua Minway, đúng một kịch bản luôn. Thế cay thật.